Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần thứ hai của chương trình, tức là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Trump tỏ vẻ lạc quan vì số ca tử vong tại New York lần đầu giảm. Tuy Hoa Kỳ hiện đang đứng đầu số ca dương tính trên toàn thế giới và đứng thứ ba thế giới chỉ sau Ý và Tây Ban Nha, nhưng Tổng thống Donald Trump bày tỏ niềm hy vọng chiều hướng cải thiện tình hình đại dịch ở Hoa Kỳ khi số ca tử vong vì virus corona tại tâm dịch New York đã giảm lần đầu tiên trong thời gian gần đây. Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp báo ở Tòa Bạch Ốc vào hôm 5 tháng 4 để tường trình về tình hình đối phó với đại dịch, Tổng thống Trump nói rằng có lẽ đó là dấu hiệu tốt. Chưa từng có điều gì tương tự như thế này xảy ra, nhưng chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tổng thống cho biết chính phủ liên bang sẽ gửi 600.000 khẩu trang N95 đến thành phố New York và 200.000 đến quận Suffolk của tiểu bang New York. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Trung ương Fed loại bỏ việc khả năng thị trường việc làm tại Hoa Kỳ bị rơi tự do. Chủ tịch chi nhánh của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed tại St. Louis, ông James Bullock, ngày 5 tháng 4 nhận định thị trường việc làm ở Hoa Kỳ vẫn không rơi vào tình trạng rơi tự do, bất chấp một nghiên cứu gần đây cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ có thể tăng vọt lên 32% do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp tính. Trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation trên đài CBS, ông Bullock nhấn mạnh, tôi sẽ loại bỏ ý kiến về khả năng nền kinh tế hoặc thị trường việc làm đang rơi tự do. Chúng tôi đang đề nghị mọi người nên ở nhà để đầu tư vào y tế quốc gia. Và chúng tôi yêu cầu họ sử dụng chương trình bảo hiểm thất nghiệp để nhận các khoản tiền mà họ cần để có thể thanh toán hóa đơn khi ở nhà, trong khi họ không thể làm việc vì các cơ quan y tế đang cố gắng kiểm soát dịch bệnh. Nhận định của ông Bullock được ra sau khi Fed chi nhánh St. Louis công bố nghiên cứu vào cuối tháng trước cho rằng đại dịch có thể làm mất đi 47 triệu việc làm trong quý 2 của năm 2020, nâng tỷ lệ thất nghiệp lên 32%. Nền kinh tế Hoa Kỳ mất 17,4 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày vì ảnh hưởng của đại dịch. Sự sụt giảm đến từ nhiều việc hoạt động kinh doanh phải đóng cửa trên toàn quốc, từ các ngành giải trí cho đến bán lẻ. Thiệt hại đối với toàn bộ nền kinh tế sẽ đều phải mất nhiều để thống kê. Tuy nhiên, những ước tính đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Theo Moody's Analytics, riêng tại California đang mất khoảng 2,8 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày, tương đương 31,5% tổng sản lượng GDP tính theo ngày của tiểu bang California. 15 tiểu bang có nền kinh tế chiếm tổng cộng 70% GDP của Hoa Kỳ đang mất 12,5 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày, trong khi 30 tiểu bang còn lại thì mất 4,9 tỷ Mỹ Kim mỗi ngày. Sự suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra đã tệ hơn những hậu quả mà vụ khủng bố 11 tháng 9 gây ra. Với việc chính quyền ra lệnh đóng cửa nhiều hoạt động kinh doanh trong 3 tuần vừa qua, toàn bộ kinh tế của Hoa Kỳ đã mất 350 tỷ Mỹ Kim, so sánh với 111 tỷ Mỹ Kim mà vụ khủng bố 911 đã gây ra. Ngũ giác đài khuyến khích quân nhân sử dụng khẩu trang tự chế để ngừa dịch bệnh. Trả lời phỏng vấn đài ABC, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper cho biết, mọi quân nhân đều phải đeo khẩu trang vải trong trường hợp họ không thể duy trì khoảng cách 1,8 m ở những địa điểm công cộng hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu hụt khẩu trang ở Hoa Kỳ như hiện nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, các thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang phòng độc N95 sẽ dành riêng cho các trường hợp thiết yếu. Điều đó có nghĩa là nhiều người sẽ phải sử dụng khẩu trang tự chế. Bộ trưởng Mark Esper còn nói,